Trương Mỹ Lan sẽ bị tử hình bằng cách nào? Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, vậy là vụ án Vạn Thịnh Phát đã chính thức khép lại với những bản án dành riêng cho từng bị cáo có liên quan tại phiên tòa xét xử vào ngày 11 tháng 4. Đặc biệt, phú bà Trương Mỹ Lan là người chủ mưu chính trong vụ án tham nhũng hàng trăm nghìn tỷ đồng này đã phải ngã gục xuống khi nghe đến mức án chính thức dành cho mình là tử hình. Quá đau đớn, nhưng đây chính là cái giá phải trả cho những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bà. Vậy bà Trương Mỹ Lan sẽ bị tử hình bằng cách nào? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sử Thi đi tìm hiểu ngay sau đây. Chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án và lời khai của các bị cáo trong quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều pháp nhân khác. Trong đó, công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm điều hành. Trước thực trạng yếu kém, buộc phải mua hoặc hợp nhất 3 ngân hàng tiền thân SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thu mua lượng lớn cổ phần ngân hàng nêu trên để nắm quyền biểu quyết quyết định tiến tới hợp nhất 3 ngân hàng. Sau khi hợp nhất, lợi dụng chính sách của ngân hàng nhà nước trong việc tái cơ cấu, bị cáo đã từng bước sở hữu số lượng lớn cổ phần của SCB, sử dụng ngân hàng như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư về việc thực tế bị cáo chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của bị cáo và hai người con gái. Quá trình điều tra, những người đứng tên trên 75 cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên hộ bị cáo Trương Mỹ Lan. Cũng theo hội đồng xét xử, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định pháp luật, quyết định của Đại hội Cổ đông được thông qua khi số cổ đông biểu quyết thông qua. Cũng theo hội đồng xét xử, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần quy định theo pháp luật, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi số đông cổ đông biểu quyết thông qua. Vì vậy, việc chiếm trên 91,5% cổ phần tại SCB nên Trương Mỹ Lan thực tế đã chi phối và thực chất điều hành toàn bộ hoạt động tại ngân hàng này. Hội đồng xét xử cũng đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi nên phải xử lý nghiêm. Hành vi của bị cáo không chỉ phạm đến quyền quản lý tài sản của các cá nhân, tổ chức, mà còn đẩy SCB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, xói mòn niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bản án nhận định. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Đáng lẽ các bị cáo bồi hoàn toàn bộ, tuy nhiên bản chất số tiền thất thoát là do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, chỉ đạo sử dụng. Các bị cáo khác nghe theo chỉ đạo của bị cáo Lan để thực hiện hành vi sai phạm. Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lan và đồng phạm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho SCB. Từ đó, ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Do đó, căn cứ vào các quy định của pháp luật, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,
mức án tử hình, tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho ngân hàng SCB hơn 673.800 tỷ đồng. Vậy bà Trương Mỹ Lan sẽ bị tử hình theo cách nào theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay? Tử hình là loại hình phạt đặc biệt và nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam, nhằm tước đi quyền sống của người bị kết án. Theo khoản 1 điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật hình sự quy định. Cụ thể, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Hiện nay, trong Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, có 18 tội phạm áp dụng hình phạt tử hình ở Việt Nam bao gồm tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội sát hại người, tội làm nhục người dưới 16 tuổi, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, tội sản xuất trái phép chất cấm, tội vận chuyển trái phép chất cấm, tội mua bán trái phép chất cấm, tội khủng bố, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược, tội chống loài người, tội phạm chiến tranh. Các trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình hoặc thi hành án tử hình. Trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình. Người phạm tội nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 40 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình cụ thể như sau. Người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử. Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc bị xét xử. Trường hợp không thi hành án tử hình. Cụ thể tại khoản 3 điều 40 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên. Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Trước đây, việc thi hành án tử hình tại Việt Nam được thực hiện bằng hình thức xử bắn. Tuy nhiên, đến khi luật thi hành án hình sự năm 2010 rồi luật thi hành án hình sự năm 2019 được ban hành, việc thi hành án tử hình được chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc. Hình thức tiêm thuốc độc được đánh giá là tiến bộ và nhân đạo, vừa không gây đau đớn cho tử tù, vừa giảm bớt áp lực tâm lý cho những người tham gia thi hành án. Cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm tiêm thuốc thi hành án tử hình phải thực hiện các bước sau. Chuẩn bị đủ 3 liều thuốc, trong đó có 2 liều dự phòng. Xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm. Trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch. Đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình. Bước 1. Tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra. Nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác
thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ bị mất tri giác. Bước 2. Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước 3. Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy điện tâm đồ. Trường hợp sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa tắt thở, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng. Mỗi lần tiêm thuốc sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa tắt thở, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng tiêm lần thứ 2, thứ 3. Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ 3 sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa mất thì đội trưởng đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra lệnh quyết định tạm dừng thi hành án. Việc thực hiện các bước theo quy định có thể được tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp. Tuy vậy, một số nguyên nhân từng được chỉ ra khiến việc thi hành án tử hình gặp khó khăn, ví dụ như hạn chế về nguồn cung ứng thuốc độc, về cơ sở phục vụ cho việc thi hành án, về công tác quản lý giam giữ người bị kết án tử hình. Nhiều trường hợp thời gian thi hành án tử hình kéo dài, dẫn tới các phát sinh ngoài mong muốn. Bà Trương Mỹ Lan vẫn còn có một tia hy vọng cuối cùng để cứu vớt lại sự sống, đó chính là xin ân giảm án tử hình. Đây là thẩm quyền của Chủ tịch nước về việc giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù chung thân theo quy định của pháp luật. Quy định này thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ khả năng ăn năn hối cải, cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội. Theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm, thì hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác, thì bản án tử hình tiếp tục được thi hành. Có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng bà Trương Mỹ Lan bị nhận mức hình phạt khung tử hình như vậy là quá nặng. Dù sao bà mới chỉ phạm tội lần đầu và còn là một nữ doanh nhân cũng đã đóng góp nhiều cho xã hội. Vậy nhưng khi nhìn lại toàn bộ vụ án Vạn Thịnh Phát và sự điều khiển nhào nặn của bà Lan mới thấy vì sao bản án dành cho bà Lan là hoàn toàn xứng đáng. Thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nhiều công ty con, công ty liên kết để có vốn lớn phục vụ cho hoạt động của các công ty trên. Đầu tư và mua dự án bất động sản, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của 3 ngân hàng này. Sau thời điểm hợp nhất năm 2012, bà Trương Mỹ Lan đã nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu trên 85% cổ phần của SCB, tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên hơn 91% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nghe theo chỉ đạo của mình vào các vị trí lãnh đạo tại SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, tặng thưởng tiền cổ phần SCB để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, sử dụng SCB như một công cụ tài chính cho cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan đã thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan. Đã chỉ đạo ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB, thành lập 3 đơn vị cho vay để phục vụ các khoản vay gồm Trung tâm Kinh doanh Khách hàng Wholesale, kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp, kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân. 3 đơn vị này sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động và chỉ lập hồ sơ cho vay
đối với các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, từ ngày 3 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022, ba đơn vị cho vay này đã lập hồ sơ giải ngân cho 396 khoản vay với tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng, chiếm 38,27% dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Tạo dựng hệ thống chân rết rút ruột SCB. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Lan còn cấu kết một số chủ công ty như bà Trương Huệ Vân, cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, điều hành một số công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc, Đặng Quang Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, công ty Livifood, Chu Lập Cơ là chồng Trương Mỹ Lan, Chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Times Square để đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma, tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB để cùng sử dụng. Giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Mỗi khi cần rút tiền, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cán bộ ở SCB và đồng phạm tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống để hợp thức, đưa các cá nhân được thuê nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty ma đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp. Hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký. Những người đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng, không biết mình vay và nợ SCB số tiền lớn. Hầu hết các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan đều được giải ngân trước, thực hiện hợp thức sau. Trong 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan còn dư nợ, có 684 khoản vay với dư nợ 382.876 tỷ đồng chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Số còn lại tài sản bảo đảm chủ yếu là cổ phần, quyền tài sản. Đặc biệt, có 201 khoản vay với dư nợ 11.686 tỷ đồng có hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại SCB. Nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Nhằm rút tiền từ SCB thông qua thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cán bộ SCB thông đồng cấu kết với các đối tượng tại các công ty thẩm định giá, phát hành các chứng thư thẩm định giá hợp thức các hồ sơ. Nhiều tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý nâng khống giá. Kết quả điều tra xác định, SCB thuê 19 công ty thẩm định giá với 46 đối tượng tham gia phát hành, 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm bà Trương Mỹ Lan. Đối với 1.284 khoản vay còn dư nợ thuộc trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan, có 1.166 mã tài sản có giá trị sổ sách SCB ghi nhận phân bổ là 1.265.504 tỷ đồng. Nhưng công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 726 trên 1.166 mã tài sản. Số còn lại không định giá được vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Khi cần rút các tài sản có pháp lý, có giá trị để bán hoặc sử dụng cho các mục đích khác, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc hoán đổi, rút các tài sản đảm bảo có giá trị ra khỏi SCB, thay thế bằng các tài sản khác, hầu hết có giá trị thấp hơn tài sản đã rút ra. Các tài sản này không được thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc biến tướng thành quyền tài sản. Cắt đứt dòng tiền, bán nợ xấu. Khi các khoản vay khống quá hạn, phải hạch toán nợ xấu nhóm 5. Trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bà Trương Mỹ Lan không trả nợ mà còn chỉ đạo đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản VAMC và bán nợ trả chậm cho chính các công ty ma do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chỉ đạo các đối tượng tại SCB
bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ các khoản cấp tín dụng trả chậm, cấn trừ nợ 269 khoản vay của 216 khách hàng. Mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng để bưng bít sai phạm. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng để che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chuyển khoản vay của bà ở một số chi nhánh chính Sài Gòn, Cống Quỳnh, Phạm Ngọc Thạch, Bến Thành sang một số chi nhánh khác Đông Sài Gòn, Củ Chi, Tân Định để làm giảm mức độ chú ý của lực lượng chức năng. Giai đoạn 2017-2018, đoàn thanh tra liên ngành tập trung thanh tra tại SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã phát hiện dấu hiệu sai phạm. Để che giấu, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo tất toán khoản vay tại chi nhánh này bằng việc tạo lập các khoản vay mới ở các chi nhánh SCB khác, sử dụng tiền giải ngân để tất toán các khoản vay tại chi nhánh Phạm Ngọc Thạch. Nhiều người thắc mắc cho rằng tại sao bà Trương Mỹ Lan cùng gia đình đã bồi thường lại số tiền đã tham nhũng cho cơ quan chức năng nhưng vẫn không thoát được án tử. Các chuyên gia cho rằng tội phạm tham nhũng chỉ được thoát án tử khi đã nộp hết số tiền đã tham nhũng, tránh việc hy sinh đời bố để lại tài sản cho con cái. Một điểm mới được quy định dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi mà Bộ Luật Hình sự hiện hành không có là về quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về một số tội phạm, nhưng sau khi bị kết án đã khắc phục cơ bản về hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc lập công lớn. Về quy định này là một sửa đổi mới và bà hoàn toàn tán thành, vì trước hết, quy định này nhằm hạn chế hình phạt tử hình trên thực tế, góp phần thực hiện chủ trương của Nghị quyết 49 về giảm hình phạt tử hình. Cùng với đó, người bị quy án tử hình sẽ có cơ hội sống nếu nỗ lực, tích cực bằng những hành động cụ thể, khắc phục cơ bản hậu quả do mình gây ra. Những người này được thoát án tử hình không có nghĩa là họ không bị tù, mà họ vẫn phải chịu án tù chung thân. Một điều tích cực nữa là quy định này sẽ giúp các cơ quan chức năng thu hồi được tài sản của nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt. Đây là một vấn đề khá bức xúc hiện nay khi tài sản thu hồi được rất thấp, chỉ khoảng trên 20% tài sản bị thất thoát, tham nhũng. Cũng có ý kiến cho rằng quy định như vậy ở khía cạnh nào đó sẽ dẫn đến cách hiểu dùng tiền để thoát án tử hình. Hoàn toàn không phải như vậy. Đây chỉ là một cách quy đổi, nếu anh khắc phục được bao nhiêu thì được giảm án bao nhiêu năm tù. Như vậy, được lợi cho cả hai phía, nhất là xã hội. Vì mục đích cuối cùng là phải thu hồi lại được tài sản thất thoát, lãng phí. Còn nếu tử hình họ rồi nhưng không thu hồi lại được tài sản thì cũng không để làm gì, giáo sư Phạm Thị Trân Châu nói. Cũng chăn trở về việc thu hồi lại tài sản tham nhũng hiện nay còn rất thấp. Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, làm sao phải tính toán đến việc giảm hình phạt khi người phạm tội và gia đình của họ đã hoàn trả lại tài sản do họ làm thất thoát của nhà nước. Có người nói làm như thế là dùng đồng tiền để giảm tội, nhưng theo tôi phải tính đến lợi ích kinh tế và lợi ích của con người. Theo giáo sư tiến sĩ Thái Vĩnh Thắng, xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới là bỏ án tử hình, nên việc dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi quy định giảm từ 22 tội tử hình xuống 15 tội có án tử hình là phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và hướng tới việc bảo vệ quyền con người. Trong Hiến pháp năm 2013, quyền con người được quy định rất rõ. Chuyển hình phạt tiền thành tù rất phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thực tiễn cho thấy số tiền chúng ta thu hồi được do thất thoát chỉ trên 20%, thì việc chuyển phạt tiền thành phạt tù nó sẽ làm tính thực tiễn cao hơn. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, tinh thần chung là phải bỏ và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình. Công ước nhân quyền đã quy định và chúng ta đã là thành viên. Khi đã tử hình người ta rồi, không thể nào hoàn trả được tính mạng của họ nếu như án oan sai.
Giáo sư Trần Ngọc Đường cũng cho rằng, việc nêu như trong dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi quy định không thi hành án tử hình khi người bị kết án đã khắc phục cơ bản về hậu quả do hành vi phạm tội gây ra là rất cần thiết. Tuy nhiên, giáo sư Trần Ngọc Đường cho rằng phải quy định hết sức chặt chẽ quy định này. Khắc phục căn bản là khắc phục như thế nào? Phải nộp bao nhiêu tiền trong số tiền anh tham nhũng? Đối với tội tham nhũng thì phải tịch thu được bằng hết tài sản người bị kết án đã tham nhũng thì mới được giảm án tử hình. Xử phạt theo cách này để khắc phục một tổng kết dân gian là hy sinh đời bố để bảo vệ đời con. Vì bố bị phạt tù nhưng tiền bất minh thu được từ việc tham ô, tham nhũng vẫn để lại được cho đời con. Nếu không như vậy thì vấn đề nhức nhối bấy lâu nay là thu hồi tài sản do tham nhũng sẽ khó thực hiện. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Trăng mọc từ phía ấy. Mở sáng, màu xanh, xanh xanh, rồi trời bung sáng rất nhanh, màu xanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Xanh trải mênh mang tít tắp và vun vút qua kính xe. Màu xanh như bản tình ca ngọt ngào của mặt đất. Xe khách chạy đều đều, miệt mài, nhiều chỗ màu xanh mất hút và lam nhằm. Màu xanh cây cỏ, nó cho hoa, cho quả, cho lá ăn, cho thân cành dựng nhà, làm bàn ghế, giường, khỏi phải bàn về giá trị. Nhưng con người ta yêu nó tới mức chỉ cần xanh để nhìn ngắm thôi cũng được. Có người coi cây như người tình, nếu không được nhìn ngắm, nói chuyện một ngày ít nhất 10, 10, 15 phút thì không yên, thấy thiếu khát lắm. Bị diệt nó lại sinh, nó trường tồn, bất tử. Chỗ này cũng khỏi phải bàn, nhưng có những nơi hoang tàn nhiều hơn sức sống, đến loài cỏ tranh, cỏ gấu khỏe sống mà cũng rũ héo. Núi rừng xa xa, rồi dần dần gần lại, sát gần, sừng sững, sáng rõ. Núi mẹ, núi con, núi cháu chắt, quây quần chắn tầm mắt. Nhìn lên, nhìn quanh, những đỉnh cao, thấp chập trùng, thừa thớt nhà cửa, bóng sáng con người. Xe dừng, nhà ba người xuống bên đường núi vắng, rồi lăn bánh đi tiếp. Ba người xích gần lại, thấy nhẹ nhõm dần khi được hít thở sâu không khí tự nhiên của núi rừng sau hơn 3 tiếng đồng hồ xe cộ nghiêng lắc. Họ nhanh chóng vào việc, như đã định, mỗi người đi một hướng, dần biến mất hút vào rừng. Diêu mang ba lô trên lưng, cắm cúi đi từ chân rừng. Đó đây màu xanh rời rạc, cái vẻ phờ đi bởi mùa khô. Những vạt cỏ cây rúm lại, ngả vàng nâu như chỉ cần mẩu than rơi xuống là lén cháy. Cái sự mất trắng bí mật nhưng cũng lan tràn rồi, gần mới rõ. Những thảm cây thấp chìn chịt, cỏ cây dây leo, cây làm củi, làm cọc, làm giàn. Nhìn hết tầm, thì thoảng thấy có bóng của một cây cao, cao nhằng nhằng. Từ khi cha sinh mẹ đẻ Diêu đã biết yêu quý cây cỏ, thích thú núi rừng, tuy nhiên mãi sau này, Diêu mới thắc mắc, rồi chán cho cái vẻ cao lớn sừng sững, lại mênh mông, xanh bất tận. Đẹp nhưng hầu như đâu cũng nghèo, lạc hậu là sao? Nên Diêu mới vào thi Đại học Nông Lâm để tìm câu trả lời. Diêu cắm cúi bước, bước chầy, bước chụt, bước nặng, bước hững và nghĩ miên man. Núi rừng có lẽ cũng giống như một người mẹ vĩ đại nhọc nhằn, mòn đi bởi sinh lắm con, một bầy con ốm yếu. Một cây to cao trơ trụi lá, Diêu ngửa mặt nhìn ngắm những cành nhánh in nền trời xanh lam, những cành nhánh có mắt trồi. Ở đâu, Diêu cũng gặp cây gạo cao lớn và cứng cỏi. Nhìn cây, nhìn trời, ai mà không có thói quen này. Nhiều lúc nhìn vu vơ, nhiều lúc nhìn chỉ để chút bớt những sự nặng nhọc. Trời ở núi cao, rừng sâu thẳm hơn bất cứ đâu. Diêu bất giác nhớ, so sánh với trời Tây Nguyên, trời Đà Lạt. Ngồi lại dưới gốc cây gạo uống nước, nghỉ chân, lấy sức đi tiếp. Cây lá, đá, đất và dốc. Những chỗ khá bằng phẳng như những manh chiếu,
vạt nệm, lá rụng nằm yên, ẩm mục, ánh nắng xuyên hoặc gác nắng lại trên tán lá, mồ hôi, mỏi, ở một khoảng trống trên cao, xung quanh cây cối thấp tè, dây leo quấn làng nhàng, lá ố vàng. Diêu nhìn xuống, lác đác nhà cửa, núi đồi xa, rừng xa và xanh đến kiệt cùng. Cây nhằng nhịt, chặt đốn phát dọn, trồng điều vào. Tốt quá, một ngày điều sẽ phủ mênh mông miền đất này, sẽ nổi lên vì điều. Chân Diêu đi giày ba ta, dẫm qua đá sắc, đất mềm, lá mục xốp, tay gỡ gai rừng, vạch dây lá, cành nhánh, nhìn quãng đã leo, nhìn trái, phải nhìn, những gốc, những thân cành vững chãi, mênh mông, đều là điều. Người ta bỏ phí vì sợ hãi điều gì? Giá như Diêu có thể. Mệt và ý nghĩ đứt rời, chăm chú vào bước đi. Dây, rễ, cây đá, đất, treo leo, chênh vênh, trượt. Lên cao, cây cối rậm dày hơn, cây dây leo, bíu bám, dịt dàng, phủ lên những thân cây khẳng khiu. Bìu díu rậm rịt tùm, những khoảng xanh trũng trụt, bỏ bết, hõm, mắc bầy, thưa ra, túm lại. Chỗ mắc võng nghỉ trưa ăn cơm nắm, nhìn xuống khá rộng tầm mắt, thấy tiếp tắp lồng lộng. Nhằng nhịt của rừng và lởm khởm của núi, cao và mênh mông. Ý nghĩa của chuyến đi có thể chỉ nằm trên giấy tờ, nhưng với Siêu, hy vọng sẽ khác. Siêu đã có 10 năm trong nghề, cây điều và rừng hoang, đột phá, có những ấp ủ, chờ thời khắc. Ba người gặp nhau gần trên đỉnh, một khoảng có cây gần nhau để mắc võng và cách một mạch nước nhỏ không xa. Chặt phát bớt cây con, dây leo, đi lấy nước, kiếm cành khô, nhóm lửa. Trời sắp đổ tối, bác Hòa vẫn cố đi tìm thêm củi để có lửa đốt suốt đêm. Những chuẩn bị cần thiết được lôi bày ra gọn nhẹ như đã quen với chuyến đi ngắn. Cơm nắm, muối vừng. Họ nói chuyện về cái ăn, chuyến đi và nói về rừng. Rừng cứ hiền khô, vào rừng như về vườn cũ không người. Nghĩ về những đồi thông Đà Lạt xem, ngày trước không trồng thông thì ngày nay là gì? Nếu mình phủ hết rừng bằng điều thì nói làm gì nữa? Chuyện trong tầm tay, nhưng... Người im lặng. Gió và cây rừng xào xạc. Làm được mà, mai này con cháu vào rừng vui chơi nhặt điều như tiểu phu vào rừng lấy củi vậy. Như Tết người ta vào rừng cắt lá rong về bán, rồi sẽ có lễ hội điều, nhặt, leo núi, vui chơi. Ừ, được thế thì tốt quá nhỉ. Câu chuyện chuyển hướng, một chút ông này thế này, bà nọ thế kia, chút về gia đình, người thân, những chi tiết, những hoàn cảnh, gì rồi cũng qua, nhiều thứ đã qua. Bác Hòa châm điếu thuốc, lại võng nằm. Khói thuốc lẫn vào đêm, quẩn quanh rồi tan mất lúc nào không biết. Diêu và Long lặng yên bên đống lửa, khi lụi đi, khi được chăm siêu ngọn bùng lên. Rừng núi về đêm, có thêm chút lạnh cho lửa ấm. Chút sau thì nghe bác Hòa ngáy rõ to. Bác Hòa gắn với rừng từ nhỏ, lớn lên đi lính, rừng ngấm vào máu, bao gian khổ, vui buồn. Bác Hòa đã đi gần khắp rừng núi ba miền, biết nhiều nhưng ít khi nói ra. Hình như những lưu trữ trong đầu lộn xộn vì đầy quá, để lâu quá. Hình như điều quan trọng muốn nói ra đã thành không quan trọng nữa rồi, nên không nói nữa. Thỉnh thoảng, nó lại xếp thành ý nọ ý kia, ý lờn vờn rồi đi mất. Nói nhiều rồi, không muốn nói nữa. Biết nhiều, ít nói. Hay già rồi, đầu óc cũng như rừng toàn cây cho lá thôi. Lá thì lá, cũng còn hơn những cành rừng trụi lá, những ngọn núi, ngọn đồi trơ trọi. Diêu ngồi nghĩ linh tinh. Long đang nghĩ gì? Diêu ngồi đối diện, nhìn cái đầu, mái tóc hơi cúi xuống của Long. Những xúc cảm êm ái nhen lên, lan vào lửa, vào rừng núi. Long và Diêu gần như cùng trang lứa, ngoài 30 rồi, từ hai xứ khác nhau, đều là con nhà khó, gió sương lăn lộn, cứng cỏi. Long hướng nội,
trầm tính, cũng thích nơi thanh tịnh, tự nhiên. Lửa như xua tà khí, xua mông muội quạnh quẽ. Diều nghĩ, những đôi vợ chồng sống cách xa nhau như Long thì thế nào? Đàn ông có mấy ai chịu nổi cạnh nín nhịn? Long có vụng trộn lén nút làm những chuyện ấy ở đâu không? Diêu vừa tin Long, vừa nghĩ bản năng sinh dục của đàn ông mạnh mẽ và bầy bừa. Biết đâu, Long à, chuyển vợ chồng về gần nhau đi. Thì vẫn đang nghĩ cách đây, vẫn luôn nghĩ và luôn bề bộn. Vợ sắp sinh cháu nữa, hai đứa nhỏ nên muốn gần bà ngoại để cậy nhờ. Hay là bàn với cô ấy chuyển ra làm ngoài, làm gì chẳng được, miễn là vợ chồng cha con ở bên nhau. Chứ vợ chồng cha con cách trở mãi thế, Diêu nghĩ là không hay. Long phải gần vợ con, nhất là con trẻ. Diêu nghĩ nó quý hơn mọi thứ ở trên đời đấy. Tất cả chìm vào sừng núi, vẫn có thể thu xếp được hợp lý. Này, Long, tôi thấy nhiều đàn ông sao sống giống nhau thế, mà nhiều người đàn bà cũng khổ giống nhau nữa. Những bế tắc, khó khăn, trở ngại giống nhau, cách giải quyết cũng chỉ bấy nhiêu đó, luẩn quẩn lắm, giống nhau thành bộ mặt chung, đi đâu cũng gặp, rất chán. Này, nghe nói Diêu đang định lên rừng ở à? Ừ, có thể là vậy. Vì sao? Bỏ. Tiếp nối chứ không bỏ gì, không bỏ phố hay bỏ gì hết. Diêu muốn làm, ở và đi được nhiều nơi. Diêu đang nghĩ cách sống với rừng, nhưng vẫn phải đi ra nữa chứ. Đàn bà con gái mà ham lắm thế, được sao? Long châm thuốc, đốm lửa cháy sáng vẻ mặt nghĩ ngợi. Long có gương mặt vuông, mọi chi tiết trên gương mặt cân đối hài hòa. Diêu cảm thấy lãng mạn, mới lạ và yên lành. Những cảm xúc trong lòng như nâng Diêu khỏi chỗ ngồi. Nói thế thôi, có thể Diêu sẽ làm được. Sống ở phố, cả ở rừng là hoàn toàn có thể. Nhưng trước mắt thì Diêu sẽ gặp một đống khó khăn. Khó khăn nhiều đấy. Bác Hòa nói, con Diêu nó giỏi đấy, nhưng nó sướng hay khổ cũng khác nhiều người. Diêu im lặng, rừng không thôi xào xạc. Họ ngồi nghe xa xăm mơ hồ và cả những gì đang có rất thật. Họ có riêng những điều không thể nói tận cùng, có một vài điều không thể. Thôi, Diêu lên võng đây, ngủ còn giữ sức khỏe cho ngày mai nữa. Diêu vặn mình, huơ tay, ngoáy cổ, rồi lại võng mình nằm, cảm giác lạ và an lành. Chùm mền nghe rừng xào xạc hương thơm bách thảo. Lòng nghĩ, Diêu thật thà, có sao sống vậy. Nhưng Diêu cũng rất lạ, bữa nay lại thấy Diêu lạ nữa. Ở đây Diêu trong trẻo, tự nhiên, như chim được về rừng vậy. Đã có khi Long ghét Diêu, vì Long bị Diêu điều chỉnh. Nghiêm mà làm gì, có phải Long bỡn cợt ẩu ơ đâu. Tình cảm ấy là có thật, trong sáng mới đẹp và bền lâu ư. Long ghét cái kiểu đó, Diêu nói cứng nhắc, thuyết giáo. Ghét Diêu ư, thực ra là bào chữa cho Long. Diêu, cả sôi động, cả trầm lắng sâu xa. Diêu mềm mại, nhẹ nhàng, đôi khi đành cứng nhắc, thuyết giáo. Cái vẻ nghiêm túc của người bạn và cả những mỏng manh yếu đuối bị nén đi. Diêu không hẳn là hạnh phúc, Long giận, ghét, làm lành, thương, chia sẻ, gần lắm. Diêu nói, thế là quá nhiều, đừng để mất, nói thế cũng ghét, không chịu được. Nhưng ghét Diêu làm gì cho tội Diêu ra? Nhưng thương thế thì hơn gì, thật là nhạt nhẽo, quấy quá, tất cả thật là quấy quá, nhạt nhẽo. Có lẽ Diêu đang muốn quên đi, bỏ qua cái thứ quan trọng nhất của người phụ nữ. Diêu nghĩ, không thể ai đủ sức mang lại. Long nén lại, lắng nghe thật lâu, thật sâu trong con người mình. Không hiểu, không phải phàm tục, không phải phản bội, là cảm xúc thật, chân thành. Cái gì sâu đậm, thế nào là phải cao quý, biện minh, tham lam, đừng và luôn đừng, tại sao? Long ngồi tư thế của vị tu thiền bên ổ than hồng lên nhờ gió. Công việc thì phải hoàn thành tốt và không ai ngăn cản lòng người thoát ra khỏi chỗ cũ mòn, nhộn nhạo. Lên rừng, vào rừng, ở lại rừng, chuyện này thật là thường tình. Nhưng có một cảnh tình cụ thể với người này, với người kia.
là một sự sắp đặt, là kết hợp để gỡ bỏ, để tìm lại con người vu vơ và nhăng cuội trong những phút giây mù mờ, rồi lại ân hận, xem thường mình, người, đời và chán nản. Long ngồi như ngủ ngồi, Diêu tỉnh giấc, bác Hòa đã ngồi yên bên bụm lửa. Diêu xem đồng hồ đeo tay trong ánh sáng lờ mờ. Trường này Diêu quen thức dậy tập thể dục. Diêu nằm im nhìn lên vòm lá cây mắc võng, lá cành cọ vào nhau như rủ rỉ. Diêu đụng cửa trong cái êm ái của võng rủ. Diêu dậy, bác Hòa và Diêu nói chút ít, khe khẽ cho Long ngủ. Tiếng ngáy của Long đều đều, có lẽ là say giấc. Bác Hòa bảo Long mới đi ngủ. Bác Hòa ngồi như tượng nhìn lửa cháy. Bác ấy đi và đi. Từ lúc nào bác ấy hiểu cũng chỉ để hiểu. Bỏ ba lô những thứ cần thiết. Võng, gạo, ango, bi đông, muỗng, vài ba đồ chai lọ, bộ đồ. Luôn dừng nhẹ nhàng đơn giản như về nhà, vào vườn. Lửa còn những đốm than hồng hồng, bóng bác Hòa trong nhá nhem sáng tối. Diêu cho vào mấy cái nhánh củi còn lại. Nhặt thêm lá khô quanh đó rồi đun thổi. Khói mở bay, mù khói nặng truyền mùi vị loãng ra. Diêu thì thầm. Bác Hòa, cháu muốn lên đây mua đất, mua thật rộng lớn. Cháu sẽ bán hết, huy động anh em và vay thêm. Bác ủng hộ cháu không? Bác Hòa nhìn lạ. Thật không? Trong ánh sáng đầu ngày đang rạng, nét mặt bác Hòa cũng chuyển. Có một sự đi đôi ít khi trùng lắp. Bác cùng làm với cháu không? Cháu cần bác ủng hộ, góp sức. Thế cháu mới vững tâm bác ạ. Tất nhiên rồi, hẳn là vậy rồi. Mắt bác Hòa khác hẳn, hẳn ký ức như suối nguồn và tương lai như sông bể đang nhập lại. Quá trưa, ba người chờ đợi nhau ở chân núi. Những số liệu, ý kiến được thống nhất, họ đều thấy thoải mái vì chuyến đi. Tuy có phần đói và mệt, vắng vẻ, không bữa trưa, chỉ còn lương khô ăn cho đỡ xốn ruột. Tao cũng nghĩ tới lúc nghỉ hưu rồi, mà người ta chậm chạp lắm. Tao nghĩ nhiều đến hướng đi mà cái Diêu nói sáng nay. Khó khăn ngập mắt, nhưng thấy có nhiều điều tốt lành, Diêu à. Long chưa được nghe ý nghĩ hùn vốn mua đất rừng, mua trang trại của Diêu. Long nhìn Diêu như ngầm hỏi. Vẫn biết Diêu mạnh mẽ và kín đáo sau cái nét vẻ như không có gì. Họ ăn tạm lương khô đợi xe, và Diêu nói chút kế hoạch mới cho Long nghe. Ba người bàn về nó, những hay ho, những khó khăn. Ba người cùng có niềm tin, hay một người như Diêu tin thôi cũng đã đủ. Nắng nôi, quạnh quẽ, xe khách từ xa mờ bụi, Long nhìn Diêu từ sau lưng. Đúng là Diêu gầy hẳn, cổ và bờ vai mảnh, tóc dài quá ngang tay, buộc bằng sợi dây có hai viên đá trắng nhỏ. Áo đỏ như màu hoa chuối đã sẫm đen hết cả lại trong bóng tối. Long biết Diêu giấu những bất ổn, vờ như không, làm việc và nhẹ nhõm như không có gì. Xe chạy, người ngủ và thức, nghĩ miên man. Sắp cuối đường về, bất chợt thấy mảnh trăng non lặng lẽ, bất chợt ngọt ngào, mơ hồ, lờ lửng. Xe khách chờ bấy nhiêu con người đang im lặng, có người dán mắt vào mảnh trăng non.